lục lại những hồi ức cũ về bóng đá Việt Nam của những năm thập niên 50 đến trước ngày đất nước giải phóng 1975. Thế hệ những người hâm mộ bóng đá kỳ cựu lâu năm ít nhất đã từng nghe qua giai thoại từng có một thủ thành người Việt Nam bắt được 3 quả penalty của vua bóng đá Pele. Và thủ thành Việt Nam đó xuất hiện trên cảm show ngày hôm nay, đó chính là Phạm Văn Rạng. Ông còn được gọi đến với biệt danh rất mỹ miều, lưỡng thủ vạn năng, và được truyền thông Á Châu nhận định là thủ môn xuất sắc nhất trong thế kỷ 20. Phạm Văn Rạng sinh ngày 8 tháng 1 năm 1934 tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Con đường trở thành người gác đền của ông Rạng đến một cách rất tình cờ. Ít ai biết rằng ông Rạng khi đó khởi nghiệp ở vị trí tiền đạo. Trên một trận đấu gây cấn giữa Việt Nam Học Đường và trường Huỳnh Khương Ninh, thủ môn chính thức của đội Việt Nam Học Đường vắng mặt. Thầy giáo dạy thể dục hỏi các cầu thủ xem ai sẽ xung phong làm thủ môn, và thế là Phạm Văn Rạng giơ tay. Từ đó, ông vĩnh viễn bỏ vai trung phong, người chuyên bắn phá khung thành, để trở thành người đối diện với những cú sút và bảo vệ khung thành. Và có lẽ đây là một trong những trận đấu bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp bóng đá của ông Rạng. Năm 1951, Phạm Văn Rạng bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp cho đội bóng Ngôi Sao Bà Chiểu của ông bầu Võ Văn Ứng khi chỉ mới ở tuổi 17. Tại đây, ông Rạng được mọi người trong đội gọi tên thân mật là Sâu Rạng, một cái tên bình dị và đậm chất miền Tây. Cái tên Sâu Rạng xuất phát từ việc trong đội hình của Ngôi Sao Bà Chiểu còn một ông họ Phạm khác là ông Năm. Vậy là anh em cứ gọi người em họ Phạm kia là Sấu. Sấu Rạng tỏ vẻ chẳng phiền hà gì, thậm chí về sau ông còn vui vẻ giải thích cho những người muốn tìm hiểu. Hai năm sau, năm 1953, sự nghiệp của Sấu Rạng đã có một bước ngoặt lớn khi ông được chọn là thủ môn chính thức của đội tuyển thanh niên thay cho một tên tuổi huyền thoại khác là Lâm Kinh. Con người ông Rạng vẻ ngoài hòa đồng, thân thiện là như vậy, nhưng trong khu vực 16-50 và phía sau lưng là khung thành, Sấu Rạng trở thành một người đầy can trường và quyết liệt. Chính những phẩm chất mạnh mẽ đó đã làm lu mờ cả người đàn anh Lâm Kinh, một ngôi sao đã rời đội và để lại chiếc áo thủ môn cho ông. Báo giới đương thời đã từng có dòng viết như thế này: nếu Lâm Kinh được đưa vào vị trí thủ môn nhờ tài lao người để đón những đường bóng hiểm hóc, thì Rạng cũng thích mạo hiểm mà lao vào mũi giày của địch. Pha va chạm với đồng đội Tình Chí khiến cả hai lộn nhào, cùng với pha phạm lỗi dữ dội với Hối trong trận đấu trước AJS Thanh Niên Thể Thao đã chứng minh sự theo bóng, ham bóng và can trường của Rạng. Ông không những tạo cho người xem thời đó sự yên tâm mỗi khi bảo vệ khung thành, mà còn làm tan chảy như trái tim nhờ vào lối chơi hoa mỹ và công hiến. 10 ngón tay của Sấu Rạng tuy ngắn hơn người bình thường, thế nhưng nó như có chất keo kết dính, cứ mỗi lần đôi tay tung lên là tóm gần được quả bóng. Theo những người đương thời kể lại, Sấu Rạng có lối bắt bóng bay bướm theo đúng nghĩa đen. Ông bay nhảy khắp nơi trong khung thành một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển đến lạ, không những đẹp mắt mà thậm chí còn có nét khá khoa trương. Báo giới Sài Gòn kỳ đó có bài thơ miêu tả về chàng thủ môn quốc dân: thủ môn quốc tế Sài Thành, dẻo dai vững chắc khôn lanh tuyệt vời, Rạng danh tay nhựa một thời, anh em tín nhiệm mọi người mến yêu, bắt banh bay bướm mỹ miều, bước đường tấn bộ còn nhiều tương lai. Năm 1953, Sấu Rạng được triệu tập lên đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Ông cùng với các đồng đội của mình lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games lần 1, tiền thân của SEA Games ngày nay, tổ chức vào năm 1959. Theo nhiều lời đồn đại, hồi đó các cầu thủ phải bắt xe đò từ Sài Gòn chạy sang tận Thái Lan. Khi xe qua tới nước bạn cũng là lúc từ đầu tới chân của các tuyển thủ phủ kín một màu đất đỏ. Dù rất vất vả, tuy nhiên Phạm Văn Rạng cùng các đồng đội của mình đã chôn vùi đội chủ nhà ngay trận ra quân với tỷ số 4-0. Tái ngộ trận chung kết, Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục giả cho Thái Lan trái đắng lần hai với chiến thắng tưng bừng 3-1 và đăng quang chiếc vô địch SEA Games một cách đầy thuyết phục. Đây cũng là lần đầu tiên một đội tuyển của Việt Nam đạt được một tấm huy chương vàng môn bóng đá tại một đại hội thể thao. Kể từ đó, tên tuổi của Phạm Văn Rạng được biết đến nhiều hơn ở khu vực và dần đà lan ra cả Á Châu. Trong suốt thời gian chơi bóng cho tuyển miền Nam Việt Nam, ngoài tấm huy chương vàng SEA Games 1959, Phạm Văn Rạng cùng các đồng đội của mình còn giành thêm 2 tấm huy chương đồng SEA Games vào các năm 63 và 65. Bên cạnh đó, Sấu Rạng từng 2 lần góp mặt tại Đại hội Thể thao Châu Á 1958 ở Nhật Bản và 1962 tại Indonesia, tham dự cúp Merdeka từ năm 58 đến năm 62. Qua những giải đấu kể trên, tiếng tăm của Phạm Văn Rạng đã lan rộng khắp Á Châu. Ông được Liên đoàn bóng đá châu Á đánh giá là thủ môn xuất sắc nhất của châu lục.
dấu giày của sáu rạng vang khắp các sân cỏ, từ Thái Lan đến Nhật Bản, sang đến Đại Hàn, rồi Ấn Độ. Người hâm mộ hô vang tên ông trên các khán đài với những câu nói như gôn rạng, gôn rạng, gôn rạng, bắt như rạng, bắt như rạng, bay đẹp như rạng, bay đẹp như rạng, đã được truyền miệng nhau mãi về sau này. Nó vang lên trên khắp những sân đấu đất đỏ của những đứa trẻ yêu bóng đá ở miền Nam. Và trong một buổi chiều cao hứng ở vườn ông Thượng, ký giả Thiệu Võ đã gọi cái tên huyền thoại lưỡng thủ vạn năng. Mãi về sau này, ông Sâu Rạng chia sẻ rằng bản thân ông cũng không hiểu cái danh xưng đó là gì. Thời điểm đó, danh xưng lưỡng thủ vạn năng đã trở thành một biểu tượng lớn đối với bóng đá miền Nam Việt Nam. Năm 1964, ông Sâu Rạng nói lời giã từ đội tuyển Việt Nam Cộng Hòa sau 12 năm gắn bó. Thế nhưng, vào năm 1966, ở tuổi 32, ông đã được đích thân cầu vương Lý Huệ Đường, một huấn luyện viên người Hồng Kông, ngỏ lời mời tham dự đội hình ngôi sao châu Á để du đấu với câu lạc bộ Chelsea diễn ra tại Malaysia. Bởi vì lý do ngày đó, không ai ở châu lục này có thể bắt gôn được như ông. Sau 2 năm rời xa sân cỏ quốc tế, Sâu Rạng lại tái xuất trong màu áo đội tuyển các ngôi sao châu Á. Và trên sân vận động quốc gia Malaysia, Sâu Rạng đã làm nản lòng những chân sút của Chelsea. Chiến thắng 2-1 của các ngôi sao châu Á trước Chelsea ngày hôm đó như một vụ nổ và đã đưa tên tuổi của Sâu Rạng đi khắp thế giới. Các đầu báo tại Mã Lai và khu vực cũng đã bình luận rằng người có công lớn nhất trong chiến thắng của đội tuyển châu Á chính là thủ thành đến từ Việt Nam có tên là Phạm Văn Rạng. Thậm chí tờ đại báo của Pháp là France Football lúc bấy giờ đã gọi ông là đệ nhất thủ thành Á Châu. Có rất nhiều lời đồn đoại và một giai thoại rằng trong đời cầu thủ, Phạm Văn Rạng đã từng cản được thành công 3 quả phạt đền từ vua bóng đá Pele. Sự thật vẫn chưa có một tài liệu hay thông tin nào chính xác. Thậm chí, ngay cả những dòng hồi ký của một số người già ngày xưa cũng không thấy ghi chép hay kể đến. Minh chứng về việc tuyển Việt Nam gặp gỡ Pele chỉ thông qua tấm ảnh của Quang Đức Vĩnh và Nguyễn Quốc Bảo khoác vai cùng với vua bóng đá mà thôi. Và có vẻ như câu chuyện trên xuất phát từ giới thiếu nhi miền Nam đã từng mê mẩn một cuốn truyện về bóng đá. Câu chuyện kể về Chương Còm, tự xưng là Rạng Em. Chương chụp gôn rất nghệ và giúp tuyển Việt Nam thắng Brazil của Pele để giành cúp vàng. Chương Còm ngày đó đã từng chụp dính một cú sút hiểm hóc của Pele. Và có vẻ đây cũng chính là nguồn cơn ra đời về những giai thoại trên. Nhà báo Chánh Trinh đã từng nói rằng pha bóng đó là nguồn cảm hứng từ một pha bắt của Phạm Văn Rạng. Những người sút bóng không phải là Pele và ông Rạng cũng không chụp dính. Tuy có phần hụt hẫng về câu chuyện có phần hư cấu, song có thể khẳng định tầm vóc của lưỡng thủ vạn năng đã ảnh hưởng rất nhiều đến văn hóa đại chúng khi đó. Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, Phạm Văn Rạng vừa thi đấu vừa làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ Tổng cục Vật tư. Đến năm 1978, ông chính thức giải nghệ ở tuổi 44. Cuộc đời cầu thủ của Sâu Rạng kết thúc trong vinh quang, thế nhưng cuộc sống về sau của ông lại nhuốm màu thương đau khiến bao người phải chua xót. Ông chia tay chiếc ghế huấn luyện ở đội Tổng cục Vật tư nổi tiếng tại miền Nam để về huấn luyện cho những đội bóng làng nhàng, mưu sinh với nghiệp công chức quan thuế, tức hải quan ngày nay, ở các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Có lúc Phạm Văn Rạng từng là bảo vệ về đêm cho một doanh nghiệp nước ngoài nhờ vào khả năng nói được tiếng Pháp. Cuộc sống càng ngày trở nên khó khăn đến độ khi cầm trên tay một cuốn sổ tiết kiệm 6 triệu đồng được thưởng vào năm 2005, ông Rạng đã không cầm được nước mắt vì đây là số tiền lớn nhất mà suốt 30 năm qua ông mới được nhận. Ông cũng nói thêm, với tên tuổi của mình, lẽ ra cuộc đời của tôi không phải vất vả, thậm chí còn có thể san sẻ và giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn khác. Nhưng vì những sai lầm, sống bay bổng trong sự nổi tiếng mà giờ đây tôi đã phải trả giá. Vào những năm cuối đời, Phạm Văn Rạng được các tuyển thủ vang bóng một thời như Phạm Huỳnh Tam Lan, Dương Văn Thà, Võ Thành Sơn, Tư Lê hay Hồ Thanh Cang cùng nhiều người hâm mộ đã giúp xây dựng cho một ngôi nhà cấp 4 tại sân bóng Thuận Kiều, quận 12. Ông đôi khi sống bằng lương bảo vệ và tiền chu cấp hàng tháng của những đứa con vào khoảng 1 triệu đồng. Không phải vì con ông keo kiệt, mà bởi bọn nó cũng khó khăn và tôi không muốn làm gánh nặng, ông chia sẻ với nhà báo Sĩ Huyền. Cứ mỗi lần các nhà đài tiếp xúc với ông Rạng, ông lúc nào cũng có lời nhắn nhủ rằng nếu như các anh có gặp lứa cầu thủ trẻ bây giờ, hãy lấy những câu chuyện của cha chú chúng nó ra kể để các em biết mà né tránh. Vào lúc 11:45 ngày 7 tháng 11 năm 2008, cựu thủ môn số 1 châu Á, lưỡng thủ vạn năng Phạm Văn Rạng đã về với cõi Vĩnh Hằng trong một ngôi nhà cấp 4
sau một cơn đột quỵ, hưởng thọ 74 tuổi. Linh cữu của Sâu Rạng được quàng tại chùa Như Lai, đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp. Lễ hỏa táng của ông diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 9 tháng 11 năm 2008 tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Sự ra đi của Sâu Rạng đã khép lại một giai thoại hào hùng nhưng cùng lắm thăng trầm và nhiều đắng cay của một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Á Châu. Quả thật, giống như cái tên Rạng của ông đã làm rạng danh nền bóng đá nước nhà, một người con đất Việt từng là niềm tự hào của cả Á Châu vào những năm giữa của thế kỷ 20. Có lẽ chỉ có những người hâm mộ bóng đá Việt Nam ở thập niên 50, 60, 70 hay cùng lắm là đầu 80 đã quá may mắn khi được chứng kiến những pha bay nhảy mê lòng người của Sâu Rạng. Vì ngày nay, bạn hoàn toàn chẳng thể tìm thấy bất kỳ những thước phim nào về ông còn được lưu trữ trên YouTube. Những người hâm mộ bóng đá Việt Nam ngày nay vẫn có thể tự hào và kể cho con cháu của chúng mình sau này rằng ngày xưa, bóng đá Việt Nam đã từng có một thủ môn số 1 Á Châu, đó là ông Phạm Văn Rạng đấy, tức Sâu Rạng.